À, đó thì bây giờ chút xíu là Tina sẽ ngồi ở đây ăn. Thì giờ Tina thấy nè, trời ơi quá trời đồ đẹp luôn quý vị, rồng nè. Như ở đây là cái chủ quán này là phong thủy hay sao á, thì Tina thấy đây nè. Đó, cái này là đồ gạt thuốc đó, có cái gì long long phụng gì đó. Đó rồi, ở đây thì nói chung cũng đồ gạt thuốc không đó, mà đẹp quá nè. Có bức tượng ông ấy nè, ông Phật Di Lạc này, có hai cái tay nè cưng không, cái bụng nữa. Trời ơi, hai cái vú ghê, ghét không, trời ơi đồi núi chập trùng đâu quý vị. Giờ Tina sẽ dẫn qua bên bên phía bên đây, có cái mấy cái tượng Phật. Ở đây có nè con trâu, ở đây Phật Di Lạc nhỏ, con đen trâu. Ở đây là phước lộc thọ nha quý vị, trời ơi, đẹp quá. Ở đây thì mấy cái gì bình hoa gì đó, cái gì vậy ta, cái này nói chung là phước lộc thọ này là dầm dễ thương lắm quý vị đó. Người nhỏ nhỏ này không, nhắn 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 này dễ thương không đó. Bây giờ Tina sẽ đi qua bên đây. Wow, đại bàng, đại bàng tung cánh luôn á quý vị. Trời ơi, ở đây chơi chủ chủ ở đây là chắc nứt vách đổ tường ở đây rồi đó, đẹp quá, bằng gỗ quá quý vị, cây thiệt á. Còn bên đây là cái gì ta, cây 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 này như dạng như thông hay là cái gì đó nè, Tina không rành về mấy cái cây này cho lắm. Còn qua đây thì có nè, ồ ôi quá trời luôn, con heo, trời ơi heo đấy cưng quá nè. Phật Di Lạc này ngồi trên mình rồng ha. Còn đây là có chú khỉ nè, chú gà, lông đẹp quá, trâu dê nè, quá trời luôn, bò ngựa, dê đây, rắn, thỏ, sư tử đồ ha, chuột, beo, gấu, ngựa đồ nhiều quá, dễ thương cực kỳ. Bây giờ đi ra ngoài để coi coi người ta chuẩn bị món ăn như thế nào.